lại là lao vào tìm kiếm Guma Yuzi. Guma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Cảm ơn bạn vừa donate nha. Cảm ơn bạn My Hoàng nha, chút xíu mình sẽ coi lại nha. I mean, today was definitely disappointing. We did not come in here thinking we're going to get 3-0'd. They also did something new with the lane swaps, and that's a version I didn't see before. So I have to give props to them. They lane swapped carry matchup versus carry matchup, and they found a way to get TP advantage on the enemy top laner, and it really put me behind in the last game, for example, because I didn't have TP. Yeah, I mean, they just played much better than last time, and we played much worse. I mean, the main takeaway is that we know we can take games and beat Asian teams now, so that will give us a huge motivation for the upcoming matches. Obviously, I'm very sad. I thought we really have a shot at winning, but we have to face reality, and that is we lost 3-0. That means we're still not good enough, and that makes me sad, but that means there's still room to grow, so yeah. I think it's BB nó kêu là ngày hôm nay thì T1 đánh tốt hơn rất là nhiều so với nó nghĩ. Tức là ngày hôm nay T1 đã có... T1 là đội chủ động đảo đường, và cái bài đảo đường của T1 là một bài đảo tường, một cái phiên bản đảo đường khác mà tụi nó đã không ngờ tới và tụi nó chưa đối mặt bao giờ. Cho nên là tụi nó đã bị bất ngờ với cái phiên bản đảo đường mới này của T1. Sau đó là bản thân tụi nó cũng cảm thấy là nó chơi tệ hơn rất là nhiều so với lần gặp nhau trước đó của hai đội. Tức là một bên thì đánh tốt hơn, bên thì đánh tệ hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng là tụi nó vẫn cố gắng nhìn một cái hướng tích cực, là nó vẫn tự nhắc bản thân nó là tụi nó có khả năng thắng được các đội châu Á. Thì nó phải luôn luôn nó nhớ điều đó để nó còn cố gắng. Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm nay, tại vì tụi nó bước vào trận đấu này với một cái tâm lý là tụi nó có thể thắng được, cho nên là khi mà bị thua 0-3 thì nó rất là buồn. Đặc biệt là cái sự thất vọng rất là nhiều đến từ BB. Nhưng mà nó vẫn muốn nói về cái chuyện là tụi nó vẫn luôn luôn nhắc bản thân là có thể thắng được. Actually amazing that you would see all the positives that this experience is going to bring to you guys in the future, from absolutely dominating in Europe to surprising everyone here at MSI. Of course, a lot of learnings for you, BB, for you yourself and as a team, and also for Europe. I do feel khen, đang dỗ. We are seeing a new era dỗ. Of hope, at least for the end of the year, for the learnings that you're going to implement. Nên là kiểu như là tụi bay cũng cố gắng rồi, tụi bay cũng đã có những lúc làm tụi tao tự hào, và ít nhất là tụi bay đã cho nền châu Âu có một chút hy vọng về một cái tương lai tươi sáng hơn vào cuối năm và chung kết thế giới. I agree on this take. I mean, obviously we came here show having a very good performance. I think today we did not, but I think if you, yeah, I mean, I think we surprised a lot of people. A lot of European people, especially, and Eastern people. I know we can do it. I know that our team is going to work even harder to, you know, make it to World Finals and beat these teams, because I know we can do it. And today was a very big lesson for us. It means we're still behind, but we are hungry, you know. And I am hungry. I am not satisfied with today's performance at all, so I'm a bit gutted. So thì nó kêu là nó biết là nó cũng làm nhiều người ngạc nhiên khi đến tới đây, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng biết là nó đã làm nhiều người thất vọng. Nó buồn nhưng mà nó vẫn khẳng định là nó tin rằng là cả đội tụi nó sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng để có thể làm tốt hơn, tại vì tụi nó vẫn đang khao khát, nó dùng từ hungry là tụi tao vẫn đang khao khát chiến thắng, cá nhân tao vẫn đang khao khát chiến thắng. I will leave it on this message of hope for the West, for Europe, and for everything you guys achieved here at MSI BB. Thank you so much. Thank you. On behalf of the West, on behalf of everyone, and yeah, best of luck in the rest. Thì Laurie cũng cảm ơn màn trình diễn của Sport đã đem lại hy vọng cho, thay mặt cho phương Tây. Cảm ơn màn trình diễn của Sport, và chúc may mắn ở giải lần sau.